Xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái clip rất là nhỏ nhỏ. Nó là một trong những thủ thuật để xóa mờ cái hậu kỳ của chúng ta. Thì để muốn làm cái điều này thì rất là đơn giản thôi. Thực ra là có rất nhiều bạn chụp nhưng mà cái ảnh, cái phần nhân vật chính của chúng ta và cái phần background hậu kỳ của chúng ta thì bị tranh chấp nhau. Mà trong cái vấn đề về ảnh như vậy thì đó là một điều mà cũng không được hay lắm. Nó sẽ không được tập trung vào cái nhân vật chính. Chính vậy hôm nay mình sẽ làm một cái clip rất là nho nhỏ cho các bạn và cái cách xử lý rất là đơn giản để cho bạn hiểu rằng là cái xóa mờ hậu kỳ bằng cách nào. Ok, thì lúc này thì tôi sẽ có một tấm ảnh, thì cái đây là một tấm ảnh tôi sẽ làm cho các bạn xem. Và để muốn làm được cái này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl Z, tôi ấn vào Ctrl Z 3 lần để cho các bạn không ảnh hưởng đến gốc. Thì cái ảnh đầu tiên của các bạn thì tôi sẽ dùng cái phương pháp là tôi chọn hình. Chọn hình thì các bạn có thể chọn vào cái công cụ đó là Quick Selection Tool, thì các bạn rất là đơn giản chọn vào phím dấu cộng cho mình để gọi là cộng vùng. Đấy, thì rất đơn giản như vậy thôi. Và lúc này sau khi mà đi xong thì chúng ta sẽ đi rất là nhanh. Ok, chúng ta sẽ chọn nữa đây, chọn nữa. Đi qua phần cổ, đi qua phần tóc, đi qua phần tóc đi. Tiếp theo thì sau khi mà đã đi được cái phần này thì chúng ta nên phóng lên để dù sao thì chúng ta cũng không thể lạm dụng cái vấn đề về kỹ thuật, nó được giữ phim an thu nhỏ cái đầu bút lại để đi vào những cái vị trí chi tiết. Ok. Và tất nhiên là sau khi đi đến đây, tất nhiên là tách cái nền background mà dạng phức tạp thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với những cái nền mà đơn giản. Ok, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác nữa rất là đơn giản thôi, đó là các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị đó là gì ạ? Chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt nạ. Và tất nhiên khi tạo ra mặt nạ thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là trước và sau của chúng ta. Đó. Rất là đơn giản, giữ phím an tích vào cái vị trí của cái mắt thu nhỏ của cái ảnh này, ngay tức cái ảnh của chúng ta nó sẽ được ra cái phần background này. Và để muốn điều chỉnh được nó thì tôi sẽ khuyên các bạn một câu, bạn tích đúc vào đây cho tôi. Và lúc này nó có một cái biểu tượng là Select and Map. Là Select and Map để chúng ta có được một cái nền tảng, cái cách thức của cái ảnh tách rất là nhanh. Và lúc này trong cái phần Photoshop CC 2020 của mình nó có một cái tính năng, đó là tính năng là xóa bỏ những cái phần màu sáng và lấy lại chi tiết của vùng tóc. Thì bạn chỉ cần rất đơn giản, bạn đi qua đây cho tôi. Đó, bạn nhìn không? Đi qua rất là nhanh. Bài này không phải là bài tách tóc nha các bạn nhớ nha. Cái bài này tôi chỉ nói về cái giá trị về các bạn hậu kỳ để mà chúng ta xóa đơn giản cái phần hình của chúng ta thôi. Đồng ý không ạ? Ok. Sau khi đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi xóa ra để làm sao để cho nó có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ đi qua vần viền của đối tượng của chúng ta. Rồi, sau khi đến đây thì các bạn sẽ thấy là cái phần tóc của chúng ta đã được xử lý một cách rất là đơn giản. Và tôi ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi đã được ra. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi có một cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là của chúng ta là tôi sẽ chọn vào cái phần ảnh phía dưới. Các bạn chỉ nhìn ảnh phía dưới của tôi không chưa? Và với cái ảnh phía dưới này thì các bạn sẽ dùng cho tôi một cái thủ pháp như sau, là chúng ta chọn vào cái công cụ lasso. Công cụ lasso này giúp ích cho chúng ta cái gì? Ok, chúng ta sẽ khoanh qua cái vị trí của cô gái. Việc đầu tiên là cắt cô gái ra nhé. Phần thứ hai là khoanh qua cô gái. Và khoanh qua cô gái rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ chọn vào đây, 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 ok. Và tất nhiên sau khi làm xong thì tôi tắt mắt cái phần phía trên đi để tôi xử lý bằng cách như sau. Các bạn đã biết qua cái lệnh mà tôi đã xử lý qua rất nhiều những cái video lần trước rồi. Tôi chọn vào phim, tôi chọn vào phần Shift F5. Với công cụ Shift 5 thì tôi chọn vào Content Away thì tôi chọn 100. Thì ngay tức là khi ấn vào đây thì cô gái sẽ được xóa khỏi cái nền. Để tôi tách biệt giữa cái nền và cái hình của tôi rất là đơn giản như này thôi. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ xóa cho nó chạy. Và các bạn nhìn thấy chưa? Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl D. Các bạn sẽ nhớ là Ctrl D là rất mạnh vùng chọn. Và lúc này chúng ta chỉ cần chọn là filter, chúng ta chọn là blur và chúng ta chọn là Gaussian blur thì tự khắc cái nền của chúng ta nhòe ra. Nhưng nhòe ra ở cái cấp độ như thế nào thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Ví dụ trong trường hợp này tôi đặt lên đây. Và tất nhiên sau khi tôi bật xong thì cái ảnh của tôi đã xóa trước và sau của chúng ta đã khác nhau lắm rồi. Các bạn nhìn nó trước, sau này, trước này và sau. Tất nhiên để muốn tạo ra sự mềm mại cho một cái đối tượng ảnh thì các bạn sẽ chọn cho tôi vị trí đó là cái background. Và lúc này cái phần background của các bạn thì bạn hãy chọn cho tôi một cái bút B. Bút B này thì các bạn giờ rất là đơn giản, chọn là 30, các bạn có thể xóa qua và bạn chọn vào X để bạn xóa một vài chi tiết đi. Đó, để cho nó mềm mại. Chỗ này nó cần xuất hiện thì tôi dùng cái bút màu trắng thì để vẽ ra những chi tiết của đối tượng ảnh của chúng ta. Bản chất của cái ảnh này nó không phải là nó bị mất hết hết cái nền đâu, mà nó chỉ bị che giấu trong cái mặt nạ đen trắng này thôi. X nhá.
Các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ tô ra một tí. Ok, tôi sẽ đi địa viền rất là đơn giản. Rồi cái này thì các bạn sẽ chọn vào đây, đây là một trong những cái xử lý khá là dễ, các bạn có thể chọn vào đây. Ok, tôi sẽ vẽ ra một số cái sợi tóc, và tất nhiên cái đầu bút tôi thì rất từ tốn này. Bạn nhớ một điều, tôi chọn được 31. Tất nhiên thu nhỏ đầu bút lại để chúng ta đi được cái viền của cái đau sau. Rồi, rất là đơn giản như này thôi các bạn nhìn không ạ. Thì đây là một trong những cái cách mà xóa mờ hậu kỳ, và cái cách xóa mờ hậu kỳ này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ví dụ để giảm tải cho việc tranh chấp của các bạn nữa, thì các bạn có thể chọn một cái phương thức nữa là các bạn sẽ lập ra một layer mới. Layer mới này thì các bạn sẽ chọn bút y cho tôi và chọn đúng cái màu màu sắc của đối tượng chúng, chính cái phần màu sáng này tôi dùng B. Tôi sẽ phóng to một tí và tôi tô. Và các bạn nhớ một điều rằng cái tô này nó sẽ giúp ích cho các bạn là xóa bỏ một số cái chỗ mà nó độ đậm nó lớn quá, chúng ta sẽ phải không tranh chấp ở hình chính các bạn nhớ, tại vì đằng xa thì cũng không nên quá rõ. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ xóa mờ một vài cái thứ đi, thì cái ảnh của bạn nó trông sẽ rất là dễ chịu. Ở chỗ này thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ tô đi. Các bạn sẽ nhìn thấy là tô rất là đơn giản. Chỗ này cũng tương tự như vậy, thì tôi sẽ chọn vào y ngắn, tôi chọn vào những cái vị trí này, màu này tôi sẽ chọn vào B. Các bạn sẽ nhìn này, tô để cái phần nó giảm tải cái màu đen của các bạn đi. Các bạn nhớ nhé, cái màu đen của các bạn đôi lúc nó sẽ rất là vô duyên, nên là chính như vậy mà cái ảnh của chúng ta không tập trung được. Tại sao chúng ta không làm như này? Các bạn nhìn không? Khá là đơn giản. Tôi sẽ cần là chọn rất là nhẹ nhàng như này đã ổn lắm. Chỗ này cần hơi bị nhiều đậm. Hơi bị nhiều đậm thì cần phải xử lý hết. Đấy, các bạn nhìn không? Thì tấm ảnh của chúng ta này, ví dụ cái phần này ảnh nó hơi đậm này, chúng ta sẽ chọn để y ngắn và chúng ta chọn vào vị trí là cái màu này, và B chúng ta sẽ thu như phóng to rồi chúng ta tô cho nó bớt đậm đi. Đó, cái mục đích của chúng ta nó sẽ là như này. Các bạn nhìn không ạ? Và chúng ta sẽ kiểm tra trước và sau của chúng ta đây. Đó. Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đất tất cả những đối tượng này, các bạn hãy phủ như cho tôi một cái màu để cho nó đẹp hơn. Ok, chúng ta sẽ chọn vào Selective Color và chúng ta chọn vào Color Lookup. Và tất nhiên bạn hãy chọn cho tôi một giá trị, đó là 3D Tick Look. Các bạn tích vào đây một cái thì cái ảnh của chúng ta sẽ làm sao nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên cái ảnh này thì tôi sẽ chọn cho nó một giá trị, tôi sẽ hạ thấp trọng tầm xuống. Bạn nhìn không ạ? Trước và sau của chúng ta. Đây ạ. Đấy chưa? Cái gương mặt của cô gái sẽ hồng hào rất là nhiều. Đó, các bạn nhìn không ạ? Ok, trước và sau. Đấy, các bạn nhìn không ạ? Ok, thì hôm nay là một trong những cái clip mà mình nhỏ nhỏ muốn chia sẻ cho các bạn về cái cách là xóa mở cái phông nền để cho cái ảnh của chúng ta đẹp hơn và để cho tập trung vào cái nhân vật chính của chúng ta. Hy vọng rằng nó sẽ có ích cho các bạn. Các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và chia sẻ, và hãy đăng ký kênh của mình, và đừng bỏ quên cái giá trị là ấn vào nút chuông để không quên những cái video clip hữu ích cho lần sau. Bye bye và hẹn gặp lại. Chúc các bạn may mắn trong một ngày vui vẻ, nhiều sức khỏe. Bye bye.